Hey, xin chào các bạn sinh viên. Vui được đồng hành cùng Văn Lan khi khám phá đời sống sinh viên Văn Lan thông qua các từ khóa vô cùng đặc biệt và độc quyền của Văn Lan. Hù. Xin chào các bạn, mình tên là Trọng Nguyên, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành kinh doanh thương mại. Lên đại học, ai cũng phải đau đầu tìm gấu, nhưng mà mình thì không, tại vì mình đã có một bạn gấu của riêng mình rồi. Đây là tình yêu của mình dành cho người yêu mình, các bạn biết tại sao không? Vì nó không bao giờ mất đi cả. Nói nhỏ cho các bạn nghe, mình thấy FA cũng có cái xứng của FA, vì nhiều lúc các bạn gái phức tạp khó hiểu lắm. Hả? Một trong những câu mà khiến em bối rối nhất đó là lúc mà thường mà em đưa bạn gái em đi ăn, bạn gái em lúc nào lên xe cũng ngồi là dạ ăn gì cũng được. Mà em liệt kê ra chắc cũng cỡ gần hết những cái món ăn Việt Nam rồi, nhưng mà cũng câu trả lời vẫn là thôi gì cũng được. You're not the only one, okay? Dạ. Em thấy gì à? Câu mà khó hiểu nhất của con gái đó là câu sao cũng được. Nhưng mà thật sự thì em không hiểu là câu sao cũng được nghĩa là sao. Khi mà hỏi bạn gái mình là sao cũng được á, bạn gái mình là trả lời là vậy đó. Vậy đó thì là như thế nào? Nó điên mà, nó điên, đừng quan tâm đó, nó điên rồi, nó điên rồi. Ăn gì cũng được. Vì sao? Tại vì ăn gì nó cũng không được. Sao? Bây giờ sao? Có một lần em chở một bạn gái của em ở xe hỏi là em muốn ăn gì. Rồi nó hỏi nói là em ăn gì cũng được. Nhưng rốt cuộc cả 30 phút chạy ngoài đường vẫn không chọn được món ăn gì hết. Là cái gì cũng được. Nhưng mà các bạn nam thường nghĩ là đó là một câu chuyện rất là khó khăn. Ừ, con bé đang giờ hay gì. Cái gì cũng được thì ý em là kiểu là muốn bạn nam hiểu mình á. Dạ, muốn bạn nam đoán. Với lại hoặc là thứ hai là cũng không biết mình đang muốn ăn cái gì nữa. Chị này, nói chuyện gì mà nghe chói tai dễ sợ, nghe nặng nề hết sức vậy đó. Câu đó là em lúc đó em chưa suy nghĩ được câu trả lời của mình. Em muốn thử coi các bạn đó có hiểu mình muốn đi đâu không. Mà nhiều khi bạn đó nói dẫn mấy chỗ gì đâu. Lan biết lại làm nhưng không biết. Tức chết, nóng máu ghê vậy hả? Bạn này là có bồ rồi, còn em là chưa có bồ. Nhưng mà tuy góc độ nào thì cái câu trả lời của tụi em cũng như nhau là ăn gì cũng được, nhưng mà phải hợp ý, hợp túi tiền rồi các thứ. Nói chung là tuy nói sao cũng được, nhưng mà anh phải hiểu em. Dạ, giống kiểu là làm sao làm không theo ý tao rồi tao giận. Tự hiểu. Em sao đâu, em ổn mà. Tại sao? Em thấy là rất là rối, là em không biết là lúc nào ổn, lúc nào không ổn, là có thật là ổn hay không. Em không có giận đâu, em không giận gì hết trơn. Tính em hơi càng như càng nhớt á, nên lúc mà giỡn này nọ rồi là hay làm các bạn mất lòng. Xong rồi hỏi là các bạn giận mình hả, có sao không, cứ là không có gì bình thường đi. Em như mà em tức á. Em như mà em tức á. Mà thấy mà tao tức á, chưa bao giờ mà tao tức vậy á. Dạ thì cũng im xong rồi mấy sau cũng bình thường lại chị. Con gái mà, say nắng chiều mưa. Em hỏi là giận anh hả, chắc trả lời là em đâu có giận gì đâu. Mà thật ra là đang giận mà không biết lý do gì luôn. Anh nói cho tai nghe, tâm hồn này chẳng để nặng nề. Em không phải là người hay giận, cho nên là em nói câu đó chỉ là làm nũng. Dạ, có nghĩa là đang không muốn nói chuyện, không có muốn, đang muốn là ở một mình một chút. Sao anh lại làm như vậy với em? Anh quá đáng như vậy, kiểu vậy. Nhưng mà mình lại kêu là ừ em không có giận gì đâu. Thì khi mà nói tao không có giận đâu là đang giận á. Em có giận anh đâu, thật ra là em giận lắm luôn á, nhưng mà anh không hiểu gì hết. Tại sao? Tại sao giận? Như kiểu là đang yên đang lành thì kêu là muốn chia tay. Em cũng không hiểu vì sao. Em cũng không hiểu vì sao hả? Dạ, em đang ngồi ở nhà thì tự nhiên thấy tin nhắn lên kêu là muốn chia tay. Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Bạn tâm lý lắm đó, ngoài đùa. Nice. Anh rep chậm tin nhắn hay là giận
hay là ngủ sớm giận, không thèm nhắn tin cũng giận, ngủ sớm mà mình chưa kịp nhắn tin chúc mừng con thì cũng giận. Ủa làm sao? Gì? Dạ đi chơi với bạn gái khác. Mối quan hệ bạn bè thôi, nhưng mà chỉ là có thể là bạn này không thích với bạn này, nhưng mà em lại đi chơi với bạn này nên gây ra cái là bạn như là không thích đó, không kiểu không thoải mái. Dạ nên giận. Khó hiểu quá ha. À, có một lần là em với bạn em đang ngồi đó thì lúc đó là người yêu của em tới thì không hiểu tại sao lại giận, nhưng mà trong cái đó là thừa biết là mối quan hệ của em với cái bạn đang ngồi với em thì là hàng xóm. Hôm đó em dẫn bạn đón bạn ấy đi chơi nhưng mà cả hai không có gì hết, nhưng mà do là trời mưa thôi bạn ấy giận em. Giận anh vì sao anh không đến, giận anh vì sao bỗng dưng trời lại mưa. Có một câu hỏi, hỏi là hôm nay em có đẹp không? Em thì bản thân em thì em không biết cách trả lời như nào thì em hơi chần chừ thì em bị giận 3 ngày. Thì em muốn nói thật là trong em hôm nay cũng bình thường thôi, nhưng mà chỉ như bạn thái độ của anh đó không thích đó chị, cho nên là bị giận. Hôm đó mấy đứa vô duyên hiểu không? Mấy đứa vô duyên là vô duyên mãn đời suốt kiếp luôn, không bao giờ hết vô duyên. Với bạn đang rất là bình thường, ví dụ bạn cọc gì, bạn giận gì chuyện ở ngoài, nhưng mà xong cái bạn về lại bạn điện xả hết lên em, xong rồi em là người hứng hết luôn, nên em cũng không biết chuyện gì sẽ ra. Ở bên kia cái gì cũng biết hết trơn á, chỉ có biết điều là không biết. Nó đang đói thì cái mình lại ghẹo ghẹo nó, cái lại cái tự nhiên nó chửi mình luôn. Em chưa từng bị con gái giận lần nào. Em không phải là chuyên toán, nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ hiểu được tính em. Các bạn thường hay chọc mình mà nói làm cho mình còn cáu hơn. Em đang mắng nó, em đang chửi nó thì kiểu như nó lôi tật xấu của mình ra, nó nói tùm lum tùm la cho chị, em tức lắm. Nga chứ anh rất là yêu thương chị đó nha. Tới nỗi mà chị có làm sai chuyện gì, anh cũng không dám đụng tới cọng lông của chị luôn đó. Giận cái chém thôi. Nếu như mà thường thì em không giận vô cớ nhiều. Nếu mà không phải nói xạo, nhưng mà em không thích để mấy cái li ti lặt vặt á. Là khi mình giận người khác thì không nên tổn thương lại người bạn trai của mình. Càng lớn thì mình không có nhiều thời gian để mà giận dỗi này nọ, cảm thấy rất là mệt mỏi và mất thời gian lắm luôn. Khi mà mình giận ai đó thì vốn dĩ là tâm trạng mình nó đã bị bực dọc sẵn rồi, cho nên là thêm những cái điều mà nhỏ nhặt khiến mình bực thêm thì cũng mình cũng sẽ giận thiệt. Nhưng mà theo tính cách của em thì em cũng khi mà đi gặp người khác thì em sẽ cố gắng kìm nén cái cơn giận mình lại để có thể cư xử với mọi người một cách bình thường nhất. Em nghĩ là vừa vật chất vừa tinh thần luôn. Với là bạn gái thì em nghĩ là tại vì một tháng thì bạn gái thường có những cái ngày mà bạn rất là khó chịu này kia, nên em cũng hiểu được tâm lý, cho nên là như mình bù đi chơi đi ăn là mình có thể mua một cái món gì đó cho bạn. Mà cuộc sống thực tiễn chút xíu, thực chất chút xíu, em hay được cho tiền bạn gái hơn là dẫn bạn gái đi ăn. Em nghĩ là muốn nhận được tiền chuyển khoản thì cũng đâu có gì đâu. Em nghĩ cỡ 5 triệu là vừa. Để xem nào. Thì em nghĩ là bạn gái thì thường nghĩ cần sự chân thành hơn, nhưng mà cái món quà thì đơn giản thôi, không cần phải là quá cầu kỳ. Như là có thể tặng một bó hoa hay là tặng một ly trà sữa này nọ cũng được, không cần phải quá cầu kỳ. Những đầu óc đơn giản chọn. Đầu óc đơn giản chọn. Mấy bạn mà người yêu cũ của em thôi nha, thì các bạn thường chỉ là thích đi ăn rồi đi coi phim với nhau thôi. Tất cả bạn nữ thì em nghĩ là quà, son, giày dép, hoặc là em nghĩ là có thể là đi ăn thôi cũng được. Dạ, em nghĩ là thích nhất là được chở đi ăn. Dạ, đi uống nước hay là đi ăn bánh tráng trộn ngoài đường cũng được. Nói chung là ăn chắc hết Sài Gòn luôn chị. Đi chơi thì đi ăn hay đi uống, hay đi uống trà sữa gì đó, và đi dạo. Chỉ vậy thôi, đơn giản, rất là đơn giản. Quà ví dụ như son, giày dép, túi xách gì không? Có, nếu như mà đó là những thứ mà thuộc sở thích của bạn đó. Dạ em chưa có bạn gái nên không biết. Sao ta? Em quên trước sao ta? Tao chưa có bồ. Thì thật sự em chỉ muốn đi chơi hoặc là đi dạo cũng được, chứ không cần phải quà to tát. Chỉ là đến sinh nhật mình thì ok, mình nhận những món quà lớn. Còn những ngày này chỉ là lễ chung của mọi người thì mình đi chơi bình thường. Theo quan điểm của em thôi, 20 tháng 10 là ngày của để nhớ về mẹ và những người phụ nữ xung quanh mình. Còn mình thì ở độ tuổi này thì chỉ còn ngày sinh nhật hoặc là ngày kỷ niệm của nhau thôi. Ở lứa tuổi của em thì đang là sinh viên, còn sự phụ thuộc về mặt của gia đình, nên em thấy khi mà đòi quà vào những dịp đó thì không hợp lý cho lắm. Dạ, em muốn nhận được thứ nhất là lời chúc, thứ hai là quà. Dạ, chuyển khoản thì là quà thực tế,
Dạ cũng. Dạ. Dạ thích. Em thì cũng không cần gì cầu kỳ, chỉ có chỉ cần có bạn đó với cả đi cùng nhau đi ăn uống rồi thôi ạ. Dạ em cũng chưa suy nghĩ tới do là em chưa bao giờ có bồ hết. Lấy chồng sớm đi, qua năm là thêm một tuổi là coi như là cái tới già tới lẫn luôn đó. Chị này cứ nói quá à. Cái việc tặng quà ngày 20 tháng 10 đối với em thì không quan trọng cho lắm. Nhiều khi chỉ cần một lời chúc hoặc là nếu mà người yêu mà kiểu yêu lâu rồi à, anh ấy có thể chúc người mẹ mẹ của mình thì cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Các bạn ấy không nên là chỉ quan tâm đến bạn gái mình chỉ có một ngày thôi. Em nghĩ là những ngày khi mà đang quen nhau thì các bạn nên quan tâm nhiều hơn. Anh ở đây hay ngoài kia? Do em chọn. Anh ở đây hay ngoài kia? Do em chọn. Anh ở đây hay ngoài kia? Đó là do em chọn. Câu trả lời của em đó là trên thiên đàng. Thông qua số và Lan Ki lần này, con gái và con trai chúng ta đã hiểu nhau thêm hơn một chút. Nói gì nói chứ, trong mắt con trai tụi mình, con gái Vân Lương là cả một thế giới. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, mình xin chúc các bạn nữ sinh viên Văn Lan luôn yêu đời, mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc.